Thì trọng tài Dương lùi xuống 1 mét nào. Huy lùi xuống 1 mét nào. Quá hay, quá đẹp rồi. Ok em. Sao để đéo tấn anh các bạn. Không sao cả, mới có một lửa đẹp thôi, đã đi. Lại thua 2-0 rồi. Tuấn Anh ơi, em thử súng bắn 15 phút cho nó ổn định xem. Chứ không rồi, đội này hôm nay mất cỡ, cả nước là mất thật đấy. Sao đi, sao đi em? May là anh chưa vào ấy. Có thằng Hiền phải đấy cho đội này khác thì toàn là máy gọi nhỉ. Đội có thằng Hiền về bên đội xanh này, đội có là máy gọi, toàn là máy dê phải gắt. Cứ kéo vào nữa hả? Tí hai anh em cùng bài kèm nhau. Ok. Em đứng dưới làm bóng tạo tác động cho. Lỗi ơi. Anh quay rồi không cãi. Ra sân cái thoải mái buổi đi tổng hết người. Tại nó không xin coi gì đi, không đá gì đi đâu. Lúc anh nhưng mà anh chưa xong việc, em cũng đã xong rồi. Bóng coi. Nào lùi, lùi. Lùi tiếp đúng không? Ê, sao lùi đi. Đi rồi. Lùi, 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 đi lên. Hiền đi đưa là đôi. Úi dồi, sút quả hay thế mà. Hôm nay đội này, hình như biệt đội này sầm sơn hơi nhiều ấy nhỉ. Bốn anh em rồi. Chín nửa đội bên này. Gì? Anh phải mua thêm một tân binh nữa mà chưa thành công trong bản hợp đồng. Chưa quay được. Quả đấy ai đâm vào đây? Yên tâm em, tí nữa có nước cho anh em uống, cố gắng là ghi bàn đi. Đúng rồi, cầm nước em ơi, cố gắng vào. Kính này có găng tay đấy. À, Tuấn Anh nó biết bắt, nó lùi về nó bắt trước cho nó an tâm. Cân kèo ăn cái đá đi còn lâu mới hết giờ. Thế quay hộ anh 5 phút để anh khởi động cái. Nãy giờ anh chưa khởi động. Một ba. Hay đấy. Tại quyết. Đúng rồi,
Cho vào bên kia vào trước. Thế vẫn. Anh nghe từ đầu anh nghe chưa nào. Đấu ngủ đi. 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 Kiệp nó sợ. Phải đối đầu anh em mới thích em. Vừa bảo cho rằng đẹp không. Quen anh quen cầm đội xanh quá. Bên bên kia nói anh nghe. Sao anh ơi. Bắn công người ta đã một hai nhịp, nhịp truyền cuối là phải ăn truyền rồi phải sút được truyền toàn cho đồng đội thế rồi công tác gì sao sao bỏ vào sao đi. Hoàn nó hở đâu giá vé mà 1.5 triệu 2 triệu trước vé bán hồi nặng em giá gốc có 40.000 mà nó bán đi chục mấy thay nhanh thế. Anh cứ mệt nghỉ không không. Anh tính trả luôn. Không có hết đấy. Đã đi. Anh em hết xong ở vị trí kia.
Đây rồi. Tí nữa thì tụi mình bắt được trong. Bung chân lên đúng rồi. Đấy. Chân trái đâu? Chân trái. Vùng chân trái. Số 8 đã cố tình nói rồi. Chân đã. Người ta chạy lên rồi cố tình đưa chân ra. Có camera ấy. Lùi đây, lùi đây. Có còi yên tâm. Lùi nữa, lùi bằng số 8 nữa. Lùi nữa lại. Tiền vàng. Thấy tiền đạo chạy lên có vẻ như là hậu vệ đang cố tình bỏ ra. Cầm tay nhá. Quay về nhá. Yeah.
Giật này. Chơi em hơi ham bóng nhưng mà mấy anh em không hiểu ý nghĩa chứ còn đầu thời gian được. Yeah. Anh ơi, tất cả cúp phải nhận đúng hoàn hết giờ thì nhận cúp anh ạ. Không ai người ta trao cúp vào hết thì một người ta trao cúp. Người ta mình ráo phải đào ngoan mà. Đúng rồi. Thank you.
Anh cứ yên tâm đi, tí nữa lại bắt đầu lại nhặt bóng lại không à anh em giờ mà. Hiền là chị em ơi. Đúng rồi, sẽ đuổi anh em luôn. Đã 30 phút rồi mà. Nóng. Cái này thì... Chạy, ôi trời ơi, con mặt ơi. Đi cách nào, đi này.
Cứ nghĩ quả vung chân của anh nhìn sợ. Găm hết cổng, nghĩ môi nhìn lại vào mặt. Cố gắng thở, thở đi anh ạ. Ui. Bỏ đi. Tay đứng kìa, em biết đứng kìa. Ai, cứ bắt tổng tài. Ô, cầm tay bắt em. Bắt, cô ấy đi. Ui, tẩy ra. Ý đi vào đấy. Hai bảy. Anh ơi, tay kia đi em báo anh, mạnh nữa. Đã đốt đều 15 phút nữa. Còn 15 phút nữa. 15 phút. 15 phút nữa mà. 17 phút. 30 phút rồi anh ạ. 30 phút rồi. Thế thì cũng... Nhanh quay nó hay bị mất cảnh á, bởi vì không lia thôi. Duy ơi, đói. Mạnh lắm. Thay áo trắng nha. Ui trời. Này em ơi, sao lia đi. Anh lia nó hay bị mất đường. Thôi đây. Anh lia nó hay mất đường. Sao? Đó luôn. Nó đã đó. Anh cho nó vô.
thì tất nhiên rồi, tôi khó. Anh đá nó tụt thể lực, làm sao mà đủ. Bóng đây, lên bóng với La Việt. Bóng đây đâu? Bóng đây, bóng đây. Bóng đây, bóng đây. Có tay. Bên anh nhiều cơ hội nhưng mà không được một giờ chứ còn không là ngạn bên nhau. Anh ơi, pin yếu rồi. Cắm sạc bấm. Đang cắm sạc mà vẫn yếu. Bấm là gì nào? Đâu bấm bấm đâu. Ô anh ấy bấm kiểu gì đấy? Nhưng mà số bao nhiêu? Số 1 là hết à? Chưa, 5 phút nữa anh ạ, 5 phút nữa mới hết ạ. Tầm 5 phút nữa. Đến số 2 anh chủ nhá. Đến số 2. Biến rồi, biến răng lên trời. Mình thấy ông kìa, ông nghiến răng đâu cái quả đấy đó, đặt tập hợp rồi, xong thì ông đẩy ra đặt cái quả đó lên đặt luôn. Ông chơi bác dạy nhá. Có quả. Quả là đúng rồi. Em thôi cái pin nào để xóa đi. Xóa đi. Nó được quả. Anh ơi. Giờ anh quên đi lùi ra. Anh ơi, đá số 1 đúng hay số 2? Số 1 đó. Hết rồi. Yeah.
Dạ tôi được thế thôi. Gì tránh 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 gì? Come on, come on, come on.
Góc đâu? Ừ. Có chúng ai mà góc anh? Năm phút nữa cho hết giờ đi anh. Đã sớm trước 5 phút còn dọn đồ ra không lại đuổi không nọ. Chơi giờ. Thôi, cho anh em nghỉ tí. Chết thôi.
Mệt thay anh. Em vào mặc áo xanh về cho Long cho mày mà mượn áo xanh. Vào thay Huy một tí Huy này. Thay mình nhau ạ. Tức. Anh em thêm 5 phút nữa để ông Huy nó đá thêm 5 phút em vào thay Huy. Dần dần mà biết. Hùng bắt được đấy em ơi. Có thấy gì không? Hay đấy. Cứ đây, quay quay hỏi anh cái, anh nói chuyện riêng xem đội hình. Anh quay toàn bị bắt rồi, bảo em trọng tài rồi, không? Mày quay của anh ấy. Quay anh toàn bị mất đâu. Anh hay kiểu đưa đi ơi.
Hết rồi. Xanh dương. Xanh ngặt. Anh nhìn vào. Lùi lại. Anh ơi. Thì hôm nay là sút trượt sau lại kiến tăng cho các bạn nhá. Phi sử dụng chiêu của hình. Anh em nhìn tôi nhá. Nhìn anh. Ok. Đây. Đẩy vẫn đang dẫn bóng các quyền lại thế đấy còn. Anh quyết. Con ra. Kính chơi thế không được rồi. Trọng tài đôi khi bấm thì anh em cứ nghe là đừng cãi tầm nhìn, nhưng mà rút thẻ nhá. Anh em có đây còn 20 phút. Hết rồi. Cho để họ ra đi anh. Gần quá. Cảnh cáo Hiền nhá.
Đừng chuyển sang ngang thế. Trên này. Ê, mọi người. Lên từ từ thôi, đừng lên nhanh vội đấy, lên từ từ lên giữa sân này thôi. Việt kia. Về đứng giữa rồi. Tổng cộng còn 5 phút nữa, 20 phút đi cho tròn. 20 phút này em bắt đầu em gọi ra. Thank you.
Phan mừng đơn giản nhất này. Và cái bàn đơn giản. Tinh tế. Chúng anh vào giữa, chúng anh vào giữa. Nó quả hai giờ thôi.